Xuyên không làm người bình thường mà nhập thế giới tù tiền. Tật ta mới xấu, liên phân bộ nào như phòng mô tả nhé. Đã kết thúc phong ấn rồi sao? Phải, đã kết thúc vào tối hôm qua rồi. May mà nhờ có hạ thần mà Lý Công Tử bàn cho ta. Sao ta ngủ say quá, đâm tính gì cũng không nghe thấy. À, con tưởng đầu là sẽ là tin tiết cao trào mà kiểu như là đại quyết chiến của ma vật gì đó. Sao ngược ra chứ? Không ngờ, xong việc một cách đơn giản như vậy. Thực lực của những người cầu tiên này nhất định là lợi hại ông mình tưởng. Ôi, thật là gờ gớm. Đơn giản sao? Bên đó là... Đó chính là nơi cha ta căn dặn cơ chúng ta chiếu đại công tử. Wow. Thành Vân Cốc, đây là dốc hết vốn liếng rồi. À, Lý công tử mời. Wow. Đó hoa đẹp quá. Wow, con cá chết cũng thật là đẹp ha. Wow, tạc nướng lớn quá. Gần sức hơn nào. Hạch quỷ đã từng ngâm cá thì để cho cá nhảy lên mấy con nữa. Ta có phải đã có thể dùng thi triển được không? Ta không cầm cự được nữa. Cho ngươi thời gian nghỉ ngơi trong một nén hương, sau đó quay lại tiếp tục. Ôi, ai điều khiển gió vậy? Thổi lớn lên như vậy để làm cái gì chứ? Ôi, gió nhẹ lướt qua có hiểu hay không hả? Nào. À, khách quý đi về phía đại diện rồi. Mở cửa, cố gắng thở hiên. Tại Thành Vân Cát. Công ngân khách quý. Ai chú cho mọ ơi. À, là nói bọn họ nhỉ? Hãnh diện, thật là hãnh diện. Ôi, đi theo bọn họ được thơm lây quá rồi. Đi theo công tử được thơm lây quá rồi. Lợi hại quá, là cuộc sống bình thường đã hạn chế sức tương tương của ta. Lý công tử đã nói đùa rồi, Lý công tử mà dùng. Nước này chê rồi. Không ngờ dược liệu Thành Vân Cốc sẽ lấy ra bảo bối quý giá nhất chiếu đại công Lý công tử. Chúng ta mặc giày đi theo, không phải là việc cưới hoàng hạt, còn không phải để những cái tiên cảnh giả đầu đầu cũng có vết con người động tay, mà là vì nước tỉnh thần chỉ bảo vô thượng của Thành Vân Cốc. Nước tỉnh thần nhấn mạnh ở hai chữ tỉnh thần. Tuy không là trực tiếp và tầng tù vị của con người, nhưng lại có thể hiệu quả thần kỳ là tối luyện thần thức. Nhưng mà điều quan trọng hơn là ngọn vũ địch. Wow, đây là tuyết bích. Bộ khí này cảm giác mát lạnh. Và cảm giác tìm mát lạnh lông tê tái này. Và thật sự là nước cố ga. 5 năm rồi. Không ngờ vậy mà còn có một ngày được uống nước giải khát cố ga, trời ơi. Thì không có bùng nổ như hiện đại, đồng ngô cũng kém không ít. Hơn nữa nếu là con ca thì càng tốt hơn. Kè viện mới là thân vĩnh viễn. À, có điều mình cũng đã thỏa mãn rồi. Nước này là có hơi lắm gà. Đi công tử hạ, người uống chậm. Thôi. À, cô nói cái gì vậy? À, không có gì. Còn hiệu tôi liền cực lớn với nước tỉnh thần. Nơi chúng ta uống hết một hơi, ê là người trực tiếp tôi rồi. Lý công tử quả thực là thần nhân.
Lý công tử à, uống ngon thì uống nhiều một chút. Ngon lắm. À đúng chứ, đúng chứ. Anh có thể từ chối được nước và khác có gà chứ? Ta trước kia muốn uống thì từ chối nước này, nhưng mà khí tờ đây khác biệt quá lớn. Với cái ta biết đều thất bại. Các người có tiện nói cho ta biết cách làm ra nước này như thế nào không? Hễ. Ta hiểu rồi. Lý công tử hứa đợi chút, ta đi rồi sẽ quay lại. Tới. Thì à, tí thời sự chuẩn bị tàn ngọc tinh thần cho cao nhân sau. Điều này còn phải hỏi sao? Cao nhân ám thì rõ ràng như vậy, chúng ta sao có thể nhỏ nhen được? Lâm Thiên Đạo cùng có thể tàng huyền 3.000 năm, chúng ta đương nhiên cũng có thể tàng ngọc tinh thần. Đề Đề Ngốc nhớ cho kỹ, phàm là ánh mắt của cao nhân dừng ở thứ nào đó quá 5 giây, vậy thì đại biểu thứ đó lọt vào mắt của cao nhân. Đừng có do dự mà lại lập tức gối lại, chuẩn bị tặng cho cao nhân bất cứ lúc nào. Ôi tỷ à, cao nhân vừa rồi nhìn tỷ ở công rất lâu đó. À bây giờ không phải là lúc đùa đâu nha. Không phải không nguyện ý mà là ý cao nhân không cần đó. Tỷ à, để cảm thấy đi có chút hiểu rồi. Tỷ à, để cảm thấy để có chút hiểu rồi. Lý công tử, đây là ngọc tinh thần, chỉ cần bỏ vào trong nước thì có thể biến thành nước tinh thần. Wow, lợi hại như vậy sao? Lẽ nào là máy nén khí? Hả? Máy nén khí? Chính là có thể nén không khí đưa vào trong không khí và trong nước. Hồi nghe còn yếu, nhất định là kiến thức của chúng ta có hạn. À đúng đúng đúng, đây chính là máy nén khí. À nếu như Lý công tử thích thì cứ cầm lấy là được. Hình như nhìn thấy linh hồn đang đầu tự nhỏ máu đó. Ui tại sao ta đến tay không còn lấy đồ của người. Ui không hay lắm nhỉ. Nhưng có thể làm ra nước có gà. Vậy khác thì ta rất muốn. Rất muốn. Ui tay không chủ động mà đưa ra rồi. Mình thật sự là một nam nhân mặc dày vô sĩ mà. Ôi cảm ơn hai người, sau này sẽ mời hai người ăn cơm bao nhiêu lần cũng được. Vậy mà có thể khiến cho cao nhân vui vẻ như vậy, ôi thật sự là có chiêu nha, thành dân cốc.